huyện Thống Nhất vừa tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết cao điểm tuyên truyền hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1, 2 trên địa bàn huyện VNEID. Theo báo cáo, tính đến ngày 28 tháng 6, sau gần 10 ngày đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1, 2 trên địa bàn huyện, toàn huyện đã kích hoạt được hơn 45.000 trên gần 69.000 tài khoản, đạt tỷ lệ trên 65%. Hiện các xã thị trấn đang duy trì hơn 112 tổ công tác với hơn 600 người tham gia tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1, 2. Tuy tỷ lệ kích hoạt tài khoản VNEID đã khá cao, nhưng huyện Thống Nhất chỉ xếp thứ 9 trên 11 địa phương trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, huyện sẽ tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận thức đầy đủ việc kích hoạt tài khoản, định danh điện tử và các dịch vụ công trực tuyến, rà soát bổ sung trang thiết bị, nhân lực đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ của đề án 06, yêu cầu 100% cán bộ công chức viên chức gương mẫu đi đầu trong cài đặt VNEID, thực hiện dịch vụ công trực tuyến.